Alo, lúc xâm nắng chăm sóc dùng xô bà. Ba, dùng 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 xô bọc mê bà. Ba, lúc xâm nắng ơi, đôi chìa rùa rôn bà mần dùng dùng chun bông phôn nè. Tô xâm nà rì con nè, sạp dương ạch bà nè. Đại xa tài chìa rưu muối, chìa chùm ngol đại cọp nè. Còn nông bạch đồn quạt dù chân nằm dù khai hào chẳng nè. Quạt chọn, quạt chọn đăng. Dạ, chìa rưu bà bà. Ba, chìa rưu nè. Quạt khơi như sạc cam ạp hiếp, vọt tà sốt, put bò xanh nè vọt tà sốt, nâng prem phô chăn mần ý nâng, chun nằm ná đồn ta. Quạt xua thà chè, ca chun nằm ná nâng quạt chung ngol thà. Chót đôn ta mà châu rùm nơi bị thi can bắn chùm bắn nâng nẹ na thầy dơ quát nẹ na thầy dơ quát mau ở rứ có bộ quát chi ấy mau bà bài chỉ khơi miên thư ở đây nè bị thi chu nằm na tờ lọp quát tờ vinh bộ quát mau quát chi ấy mau quát chi tờ quát luôn quát tờ vinh mình thấy chăng ấy ta ca chu nằm na tờ vinh ní chu tờ đo nà chu tờ đo ti nà giặt chu tờ hô đọt hô tia quát ấy chẳng vậy chăng ấy ai mình đó rứ có hô còn lại để bộ quát vì pro than này chun mình qua cái lạnh còn nơi tê đằng là thao ho chun tơ hai tơ còn tay đò na chụp nề na dương mình ai bớt say tẹt thương thì bạn này chấm ngon bọc quạt dạng nĩ sầm rạp lúc chia bay cái phép chia mình đất cua tay phần dồi bóng ôn dương ở dồi dạng mạch bạn ba lúc chia đồng bóng phanh hà này cứ chia phanh hà để miền bóc tăng quý môn sầm mai phật tử ca môn phật na 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 đấy à riêng chấm nứa này cứ chia chấm nứa pi bà rong bà ran tăng pi miền cẩm na mình đúc bạn ba chẳng rừng thì còn nấy về miền rừng vây ngay phía phòn nương chìm nưa pop phía bờ rót chìm nưa sát na tiếng cùng mang sát na và đại nương sát na xây xây kiệt phong đa bản bao dương cả lê từ mơ pi sầm mai bờ rán còn miền đá cứ nực nông cùng pi ắt cả thà địch cá còn miền gì đây và cứ sầm đại chu nát lô của tộc miền phong địch cá phía phòn nương rừng ngay tập phụ phụ trên là bản bà ô phụ phụ bảy xa vậy đó phụ và phụ bảy xa phụ bình nhiên phụ âm nú không bạn 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 lữ hai một nhà đi hai tha apri samanakai bạn apri samanakai apri samanakai cứ phụ nữ miền tăng pi sơ mai bồ ran cứ sơ mai miền miền bị khâu sang lục bần bạn nâng từ miền phụ áp phụ nữ máu màu tiệm màu xua bạn thải điện cai sang tham mưa mình ba này phụ tham mưa tới nâng cứ vì quên chỉ mà nú hai cái đôi chia là hết là hạ cú ơi khai cú ơi nhớ tên bạn 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 đọc tên mò xịa play và song này lúc bàn bàn nó hay lúc và song nó lúc xua thà này ai mình hay cái bàn chỉ mò xịa dương này chẳng cái này bạn nông ai nông ai bạn còn chẳng tới phụ khu nâng dây thà nhóm ní phụ nhóm ní cứ chỉ côn chỉ chạy phê ní cũng phong để ọt liên sạch liên kháng nè chẳng đi chẳng ơi và song nâng lúc để chui prap nhiệt đà bê đá ơi mà đó phụ dương phong bà đi có sai nôm sai chỗ này đâu có bây giờ có ao phong có phong để ót phong để kia có phong để về từ nia chẳng cái nào bạn và sáng có lốc ban nghe sơn đi ca từ bên thà tây rồi mưa chẳng mấy bởi dương mưa khơi phong mưa mà khơi tập cái cú nâng vô ở đây rục cái chuyện mà giáng là chưa rứa nè bạn ở chân tới sao cái khơi khơi sắt tập bộ nào khơi sắt tập bộ ở nhiên đang tập bạn còn nước nông ăn tại cả tha và tam sầm đại chun nan lục miền phan đại ca lục tha tràn chiêng manu dương rộp sập đòn bạn chẳng miền phum miền sảng cát phum hai bắc miền miền tràn chẳng thể dương đại chiêng manu phong bạn chẳng nước nông ăn tại cả tha của miền sầm đại nãy kim miền phật bạc cát bạc phu nước mình men thịt ca chư to miền thom đại kim miền phật tam đòn bạn chẳng tẹt tông tới nâng tầm niêm đại dương thưa mà ní dương thưa chẳng mạch tới đầm bay ở việt trâu nâng buồn tầm niêm bồ rán bao nhiêu bạn buôn tìm bồ ra nó cứ dương phơi nó cứ dương phơi chỉ ca sản phẩm mọt mùi nông phải cho bón nó cứ dương men phơi pìa lại cứ dương phơi tăng pi bồ ra nó mọc ai mà trong được sọc mai dương tê sọc để can phút sát na pro mai sát sáng cứ miền đôi kia đồng bay nơi Campuchia cao nơi quốc tế Thái nơi lái của miền kia phơi bọc kia đây bạn trên cái phần này chấm này xây xây kia chẳng tới bạn cho dương phơi được nói chun đã đôn tán dương tư tập tam thôi tất tiền rồi phụ ấy khơi sự cam phê bọc một bò sát mà chuẩn luôn nâng đem khẩu song có đôi chia bong phôn dương mà chuẩn luôn tiết quát trở là do à cái tuông do tu do sầm pơ sầm pan nâng đặt từ nóng bằng bùa tam phư sai tam ấy chẳng nè cho tam bạc lâu tuông bạc phía chân cứ chuẩn nữa nâng cứ phía chân cái đạo mình đại tam tất bạc tam tất cứ vì miền phiệp nghỉ sử lấy công ca mình chun đôn tà bạc để tới chỉ ca xoan để mòn hay chỉ ca thực hiện chung chẳng nè bạc bây giờ khơi cái thôi tại phía ngay là xì lần nghe chết à xoan khuất thì mong pram mong một mùi lần nghe chứ nè bạc chẳng chỉ rùa màu vinh tha vì thi nâng cứ miền nâng nông cập bì cấp buôn chạp luôn đó bạc nâng nông cập bì cấp buôn chạp bạc tạc tha của miền này mình men miền là ta chưa to to kia thì bạc chẳng đôn ta dương thơ nó mình men thơ prạ chạp bì
ກະປີກະບວນច្បាប់ດິກາອີ່ເຕອໍບາດຈະການຊື່ຕາມກົມປີກະບວນច្បាប់ໃຫ້ຄົນອັນທາຍັງອາດຍົກອະນຸວັດຕາມຈຸມເນື້ອບໍລານໄທຍັງໄທມຈຽນຈັ່ງນະບາດນະລູກສະໜັງບໍ່ຕາມທຸສະນະໃນក្នុងຄົນລູກຍົນໄວ້ຕາປິທີອັນນັ້ນຍັງຄູແຕ່ບັນຕໍຖືເຕ ព្រោះអីវាដូចជាអត់មានបានផលអីមកបច្ចុប្បន្នភាពទៅដល់កូនក្មួយឬក៏មនុស្សម្នាដែលកំពុងទៅរស់នៅនេះឧមាឥឡូវយើងដាក់អង្គយើងដាក់អីទៅវាដឹងថាវាដែរគឺវាមានវិជ្ជាមានច្រើនបាទឧទាហរណ៍ដូចជាយើងធ្វើយើងមិនបង្កើតនៅភាពសាមគ្គីក្នុងគ្រួសារមួយឬក៏ជាការរំលឹកការដឹងគុណមេត្តាបិតាពុទ្ធបរិបទរបស់ខ្លួនបាទហើយមនុស្សនឹងចេះធ្វើអំពើល្អចេះដឹងគុណចេះគោរព ហើយថាពុទ្ធបរិបទដែលធ្លាប់មានគុណខ្លួននោះណាបាទអូអញ្ចឹងវាវិជ្ជមានច្រើនអត់មានអត់សូវមានអត់វិជ្ជមានអីបើម្យ៉ាងទៀតយើងឃើញថាពួកទស្សនសផ្សេងៗដូចជាត្រីដូចជាសមោចពេលដែលយើងសែនពេលដែលយើងដាក់បាយដាក់ទឹកទៅគ្នាក៏បានស៊ីគ្នាក៏បានអីតាមនឹងដែរបាទវាជាសត្វតែជាប្រយោជន៍មួយដែលយើងថាមើលរំលងចាំពិតទេសត្វតែមានប្រយោជន៍ទាំងអស់បាទបាទអូនេះជាក់ស្ដែងលោកសំណាមមានភាសាមក បង្កើតនៅសាមគ្គីភាពបន្តផ្នត់កំណត់ឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយបានស្គាល់អ្វីទៅដែលហៅថាគុណទោសឬក៏អំពើល្អអាក្រក់ហើយអ្វីទៅដែលហៅថាបុព្វការីជនឬក៏បុព្វបុរសរបស់យើងដែលលោកបានមានស្នាដៃបាទជាទីអប់រំរបស់ដូនតាយើងដែលហៅថាផ្លូវមួយដែលគេហៅថាពយល់កូនចៅនឹងឲ្យមានការយល់តាមរយៈជំនឿបាទ បាទតាមរយៈជំនឿឲ្យគោរពដូនតាឲ្យចេះដឹងគុណមេត្តាបិតាតាមរយៈជំនឿបាទចាស់មួយដែលមានភាពងាយស្រួលបាទលោកសំណាងតាក់ទងទៅនឹងយុវជនម្នាក់ដែលគាត់ខមមិនចូលមកនៅក្នុងវីដេអូរបស់លោកសំណាងហ្នឹងគាត់សួរសំណួរខាងដើមមិញហ្នឹងបើយើងគិតគ្នាឯងយើងគិតថាគាត់ហ្នឹងគាត់ចង់បានអីពីការខមមិនហ្នឹងបាទដែលមនុស្សយើងបពាក់និយាយណាគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិ បាទបាទគាត់ថាមតិខ្លះយើងយកជាប្រយោជន៍មតិខ្លះយើងក៏ទុកពិចារណាចោលអីចឹងណាបាទបាទពួកគាត់សួរមកហាក់ដូចជាចាប់ចាញ់ថាដូនតាមកគាត់ជិះអីមកហើយយើងជូនគាត់ទៅវិញហ្នឹងជូនគាត់ដល់ព្រំណាផ្ទះគាត់នៅឯណាអីអីអីហើយវាមើលទៅដូចថាដូចជារឿងជ្រុះចំដូចហុញសក្លោចូលឡានបើយើងប្រើភាសាសាមញ្ញស្រួលស្ដាប់ថា ហ្នឹងហុញសក្លោចូលឡានមិនមែនជាចំងល់មិនមែនជាការសួរបាទជាចំងល់ជាការពិចារណាដែរបាទក៏ជាការបញ្ចេញមតិមួយដែលធ្វើឲ្យយើងជាអ្នកមានជំនឿហ្នឹងក៏មានការពិចារណាដែរបាទខុសឬក៏ត្រូវយើងគួរធ្វើកម្រិតណាអីចឹងណាបាទបាទឲ្យវាហួសហេតុបាទហើយក៏កុំឲ្យជាហួសហេតុហើយក៏កុំឲ្យងប់ងល់ហួសហេតុដែរបាទគេធ្វើអីត្រូវមានការពិចារណាបាទអញ្ចឹងទៅមតិផ្សេងៗក៏សុទ្ធតែជាប្រយោជន៍ដែរគាត់ថា យើងក៏ត្រូវយកមកពិចារណាតើការរិះគន់នោះវាជាការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាឬក៏រិះគន់ដើម្បីជួនទម្លិចបាទបាទចាស់ទម្រង់មួយនេះដែលយើងកំពុងនិយាយគឺគាត់រិះគន់ក្នុងន័យយ៉ាងម៉េចដែរបាទបាទការរិះគន់ដោយមើលជាពុំទាន់សមហេតុសមផលឬក៏សមរម្យទៅតាមតកវិជ្ជាទៅតាមចំណេះដឹងទេបាទ ព្រោះថានេះគឺជាជំនឿតាំងពីបរមបុរាណទី1ទី2ក៏មាននៅក្នុងគម្ពីរអត្តកថាដែរពុំមែនជាការជឿមនុស្សទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជាងងឹតងងុលទេបាទបាទអរគុណលោកសំណានណាខ្ញុំសង្ឃឹមថាការបកស្រាយរបស់លោកនឹងបានយល់ទៅដល់អ្នកដែលបានខមមិនគ្នាខាងដើមនេះហើយនឹងជាសារមួយជូនទៅដល់ក្មួយៗយុវជនមួយចំនួនឲ្យបាន យកទៅថ្លឹងថ្លែងនិងត្រេះរិះពិចារណាថាតើយើងគួរតែរក្សាអភិវឌ្ឍអភិរក្សទំនៀមពីពួកអីពលឹងអត្តសញ្ញាណរបស់ប្រទេសមួយមួយគឺនៅលើទំនៀមប្រពៃណីអស់ហ្នឹងហើយបើកណាវាសាបសូន្យឬក៏លែងមានអ្នកថែរក្សាអភិរក្សវាធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់អត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងអរគុណលោកសំណាងបាទសុខសប្បាយជម្រាបលាបាទបាទអរគុណជម្រាបលាបាទ